Ok, xin chào các bạn. Chúng ta gặp nhau trong livestream vào buổi tối nay với chủ đề cái cách để chúng ta thoát khỏi khủng hoảng cuộc sống nói chung. Thì trong cái thoát khỏi khủng hoảng cuộc sống nói chung, nó bao gồm cả công việc, cả sự nghiệp, cả sức khỏe và cả tinh thần. Rồi, và bây giờ thì tôi xin chào mừng các bạn để chúng ta cùng vào chào nhau và để cùng chia sẻ những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm. Chào bạn Ba Quyết, xin chào mừng bạn. Và bạn Ba Quyết có thể cho biết bạn đến từ đâu không ạ? Bạn hiện đang ở đâu và bạn làm những việc gì? Chào bạn Thành, bạn Triệu, Gently. Rồi, chào mừng các bạn vào. Bao nhiêu bạn thì chờ đợi? Rồi, chào bạn. Bao nhiêu bạn chờ đợi những buổi livestream như thế này? Và trong khi tôi lên muộn một chút thì các bạn có tranh thủ xem những thông điệp mà tôi chia sẻ trên Facebook của tôi không? Chào bạn Nguyễn Ngọc Thịnh. Chào các bạn. Các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình về chủ đề này. Hãy tag những người bạn của mình vào chủ đề này. Ok, cảm ơn bạn Hà Minh. Tôi sẽ làm như vậy, lưu lại để đưa lên YouTube. Ok, em đến từ Thanh Hóa, bạn Ba Quyết. Rồi, chào mừng bạn. Và tôi thấy rằng là những video trên tôi làm trên YouTube được sự hưởng ứng của rất nhiều bạn. Các bạn, đặc biệt là cái vận dụng sức mạnh tiềm thức. Khi các bạn ấy xem xong cả trọn bộ 5 video như vậy thì các bạn thấy rằng tuyệt vời. Bởi vì đây chưa bao giờ các bạn ấy nhờ vào những bộ video đó để bạn hiểu thấu được bản thân mình. Hiểu thấu được là tại sao các bạn ấy lại đang có kết quả như vậy. Tại sao lại như vậy? Rồi thì nếu ai đó mà hiểu sâu hơn một chút nữa thì sẽ biết trong đó cũng có những thông điệp là biết là làm cách nào để có thể thay đổi được cái kết quả của mình, thay đổi được cái thói quen của mình, thay đổi được cái tư duy của mình. Nhưng mà phải gì? Chúng ta phải có một cái nền tảng nhất định thì chúng ta mới hiểu được cái thông điệp đó ở bên trong. Chào bạn Vi Hiền, Trần Đức Long. Và tôi thì luôn luôn, cuộc sống này các bạn, tôi vẫn luôn nhắc đi nhắc lại dần và khẳng định đi khẳng định lại rằng cuộc sống này nó quá đơn giản. Nó quá đơn giản anh chị ạ. Và cái điều phức tạp của chúng ta ấy, là do tự chúng ta tạo ra. Tự chúng ta tạo ra những phức tạp trong cuộc sống này cho cuộc đời mình. Sau đó thì cả cuộc đời này chúng ta tự đi giải quyết những hậu quả đó. Tự đi giải quyết hậu quả đó. Và chúng ta cứ coi là cuộc sống này nó khó khăn. Các bạn cứ thử nghĩ kỹ mà xem, nghĩ sâu sắc mà xem. Có phải là những thất bại, những khổ đau, những khủng hoảng trong cuộc sống này là do mình tạo ra không? Chính mình là người tạo ra, rồi mình lại phải là người đi giải quyết nó. Thế rồi trong cái quá trình giải quyết nó thì bao nhiêu cái thứ nó tác động, nó nảy sinh cũng chỉ bởi vì chào bạn Hà Minh, cảm ơn bạn đã cho tôi một cái ý tưởng. Và thực sự là tôi cũng đang tìm những nhân tài về NLP để có thể kết hợp để đưa những cái kiến thức này đến cộng đồng, để được nhiều người hiểu được thấu bản thân mình, hiểu được người khác, và nhiều người biết được những cái công cụ quyền năng để thiết kế kế hoạch chiến lược, định vị lại cuộc đời mình, để thiết kế công việc, thiết kế sự nghiệp thành công như mình mong muốn trong cuộc sống này. Quay lại một chút nữa, các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình đi ạ. Đây là một chủ đề nó cực kỳ giá trị nữa. Cực kỳ giá trị nữa. Các bạn cứ xem lục lại toàn bộ những livestream nào mà tôi đã từng chia sẻ các bạn với chủ đề. Các bạn cứ nghe đi ạ, nghe kỹ, nghe đi nghe lại. Rất nhiều thông điệp ở trong đó. Rất nhiều thông điệp. Và đó là những nghiên cứu cực kỳ xuất sắc của khoa học NLP. Lập trình, ngôn ngữ, tư duy. Mà khoa học NLP thì người ta nghiên cứu cái gì? Người ta chỉ có nghiên cứu về con người mình thôi. Người ta nghiên cứu về bộ não của mình thôi. Người ta nghiên cứu về hành vi con người. Người ta nghiên cứu về thái độ con người. Người ta nghiên cứu về thói quen con người. Và trả lời cho câu hỏi rằng tại sao con người, mỗi con người nói riêng lại đang có một cái kết quả như vậy. Và các bạn có biết không ạ? Cuộc đời chúng ta, mỗi con người chúng ta này, thành công hay hạnh phúc
hay là gì đau khổ thất bại, nó chỉ dựa vào mỗi cái chữ là hiểu, mỗi cái chữ hiểu thôi. Thế nhưng mà khi chúng ta sinh ra thì tất cả chúng ta đều như tờ giấy trắng, không ai hiểu được là cuộc sống này nó sẽ như thế nào, không ai hiểu được cuộc sống này nó sẽ như thế nào. Và vì vậy chúng ta bắt đầu phải tìm hiểu, chúng ta phải tìm hiểu, bắt đầu phải khám phá cuộc sống này, phải tìm hiểu nó, trải nghiệm nó, rồi rút kinh nghiệm để cho mọi thứ nó tốt hơn. Và phần lớn thì đi theo một cái con đường là tạo ra sai lầm, rồi sửa sai bằng những phương pháp sai, để rồi lại làm cho cái khủng hoảng, làm cho cái sai lầm đấy nó phức tạp hơn. Nhưng mà các bạn thấy này, nếu tinh ý, nếu như tĩnh lại để mà hiểu, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống này giữa một bên là đầy dẫy những phức tạp, những rối ren, thì bên kia là những lời giải. Cuộc sống này luôn luôn có hai mặt, nó như là đen và trắng vậy, như là thẳng và cong ạ, luôn luôn tồn tại hai mặt đêm và ngày, xấu và tốt, tiêu cực và tích cực, ngọt và mặn, ngọt và nhạt, mặn và nhạt, nó luôn luôn tồn tại hai thứ đấy. Tất cả chúng ta phải có hai thứ, mọi vật trên đời này luôn luôn phải có hai thứ, nó mới là một chỉnh thể, có cái nọ và phải có cái kia. Ví dụ các bạn này, tôi lấy ví dụ như là một cái chai chẳng hạn, một cái vỏ chai chẳng hạn. Một cái vỏ chai thì tự nó tồn tại là một cái vỏ chai thì nó có giá trị gì không các bạn? Nó chẳng có cái giá trị gì cả, nó chỉ là một cái vỏ chai mà chúng ta có thể nghiền đi lại nấu lại thủy tinh thôi. Nhưng mà bên trong vỏ chai đó, nếu nó có một cái chất gì đó, ví dụ như là nó có dầu thắp sáng, hoặc là xăng, xăng để chạy động cơ, hoặc là nó là một cái chất của một cái thứ nước uống được, Sprite hay là beer Heineken, rồi hay bên trong đó nó đựng là đựng giấm, đựng mật ong, thì mỗi loại nó đựng bên trong thì nó tạo ra một giá trị khác nhau. Vậy thì các bạn, cái chai phải kết hợp với một thứ nước bên trong nó mới là một chỉnh thể, là một cái chai có giá trị, đúng không ạ? Đờ. Rồi bàn là thì nó phải đi một cái dây, nó mới làm cái bàn là, thì nó là một chỉnh thể, nhưng nó sẽ chỉ phát huy tác dụng khi nó được cắm điện và hơi nóng nó bắt đầu bị tỏa nhiệt lượng ra thì nó mới là gì, có giá trị. Tất cả chúng ta tuân thủ những nguyên lý trong cuộc sống này. Thứ nhất, luôn luôn nó có hai mặt, giống như con người chúng ta vậy, có nam và có nữ, có nam và có nữ, đàn ông và đàn bà. Và khi chúng ta là một người đàn ông, các bạn là một người đàn bà, thì chúng ta là một chỉnh thể riêng biệt. Nhưng là một chỉnh thể trong vũ trụ này thì đàn ông đàn bà là phải giáp vào với nhau thì mới là một chỉnh thể hoàn hảo của vũ trụ này. Tất cả các chất khác cũng vậy, tất cả mọi thứ đều như vậy. Chào các bạn, chào bạn Nguyễn Minh Thúy, bạn Nguyễn Hồng Trường, chào các bạn rất là nhiều. Các bạn chúng ta cùng nghe bạn Bùi Tuấn Nghĩa nữa, chúng ta cùng nghe về chủ đề này. Và các bạn hãy gì tác những người bạn của mình vào đi ạ, tác những người bạn của mình vào. Dù có thể họ không nghe lúc này, họ có thể đi ngoài đường, họ có thể uống cà phê, họ có thể làm cái gì đó, họ có thể đang lướt book, họ cái gì đó, mà nhìn thấy cái mặt chúng ta là họ có thể lướt đi ngay được, không sao cả. Rồi lúc nào đó thì họ sẽ va đập lại những cái điều này, rồi họ chiêm nghiệm lại, rồi họ mới thấy được vấn đề. Rồi họ mới thấy rằng ồ, mình đã bỏ qua những cái thứ mà lẽ ra nếu mình biết được thì cuộc đời mình, cuộc sống của mình nó đã khác. Chúng ta đang nói về sự chỉnh thể trong vũ trụ này. Chỉnh thể của vũ trụ này luôn luôn có hai mặt của một vấn đề. Và con người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là để sửa, để sửa. Và khi nếu chúng ta biết sửa, càng sửa được nhiều thì chúng ta mới càng đạt đến hạnh phúc. Càng sửa được nhiều, rút kinh nghiệm được nhiều, chúng ta mới càng đi đến thành công. Còn ở mặt khác, nếu như chúng ta né tránh, nếu như chúng ta trốn chạy, thì tất cả những rắc rối, tất cả những cái phức tạp đó nó sẽ chồng chất lên. Và nếu nó quay trở lại thì nó còn nặng nề hơn gấp nhiều lần. Các bạn cứ chiêm nghiệm về cuộc đời mình đi. Chúng ta đã từng gì né tránh cái gì? Chúng ta đã từng bỏ qua những cái gì? Và đến bây giờ cuộc đời nó ra sao? Và có một điều mà hiếm người nhận ra rằng chúng ta đang tiếp tục né tránh,
hầu hết lại tiếp tục né tránh. Và chúng ta rất giỏi trong câu chuyện là viện vào cái này, viện cớ vào cái kia, lý do này, lý do kia. Mà các bạn thấy không này, những lý do đó thì nó gì? Nó cực kỳ là có lý, nó cực kỳ là nan giải. Nó có lý và nó nan giải đến cái mức mà chúng ta tưởng như là mình không thể vượt qua nổi. Nó nan giải đến cái mức mà mình nghĩ rằng nếu mình giải quyết nó mà mình vướng vào nó thì mình chết mất. Nhưng không phải đâu. Không phải. Đấy là những cơ hội để chúng ta thay đổi. Đấy chính là cơ hội để chúng ta thay đổi các bạn ạ. Vâng, chào bạn Ngọc Ngà. Để tôi kể các bạn một câu chuyện của một bạn gái, cũng là một học viên mới đây của tôi thôi. Bạn ấy cũng là một thạc sĩ của sư phạm, ngành sư phạm, rồi cũng đã từng dạy ở các cái trường trung học, đại học. Rồi bạn ấy cũng là người rất linh hoạt và cũng tham gia kinh doanh bên ngoài, rất là giỏi, cũng có rất nhiều tiền. Thế rồi thì tất cả những cái thành công của bạn ấy là nó cứ liên tiếp mà khiến bạn ấy cảm thấy là mình rất giỏi. Và bạn ấy trở thành là hình mẫu của gì? Hình mẫu của gia đình, hình mẫu của làng xóm xung quanh, hình mẫu của cái khu vực, hình mẫu của bạn bè. Và cái điều đó nó có kéo dài được khoảng 5-7 năm. Và sau rồi điều gì đến phải đến. Và mọi người thì không biết được điều đấy. Bạn ấy vì đã có một cái thương hiệu là rất linh hoạt, rất giỏi, cho nên cái sự sụp đổ, cái sự sập tiệm, cái sự suy thoái trong bạn ấy, thì bạn vì sợ cái tiếng đó nó bị ảnh hưởng nên bạn phải gồng lên để gì? Gồng lên để lấp liếm nó, gồng lên để gánh đỡ nó, lấy chỗ nọ bù chỗ kia. Cho đến khi không được nữa thì bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Và sụp đổ hoàn toàn đến cái mức mà bạn ấy bị tai nạn. Bạn ấy bị tai nạn về nằm viện. Rồi khi nằm viện, rồi bạn mới có thì dường như là đến khi nằm viện bạn mới có cái thời gian để nghiệm lại cuộc đời mình như thế nào. Và lúc đó bạn ấy mới gì? Mới tìm đến, tức là mới quay vào bên trong. Và lúc đó thì mới gặp video YouTube của tôi, xem những video YouTube đó và mạnh dạn kết nối với tôi. Và bạn ấy đã bắt đầu sở hữu khoa học NLP. Và bạn đã vỡ òa, gọi là một bước đột phá, một bước nhảy lượng tử. Bạn đã hiểu hết tại sao nó lại như vậy. Tại sao nó lại như vậy. Và một cái cú mà tai nạn nằm viện, đó là cái cú có thể coi như là một cái cơ duyên của vũ trụ đã giúp bạn ấy thay đổi cuộc đời. Còn nếu không, bạn ấy tiếp tục lao ra ngoài còn bươn trải. Còn lao ra ngoài còn bươn trải, còn gồng gánh, còn stress, còn kiệt quệ đến mức nào đó thì. Và tôi chia sẻ các bạn rằng gì? Chúng ta phần lớn tạo ra những rắc rối, tạo ra những phức tạp, tạo ra những sai lầm. Và chúng ta cả đời đi giải quyết những thứ đó. Cả đời giải quyết những thứ đó, nó rất là rối ren, nó rất là phức tạp. Nó làm cho chúng ta hao tâm, tổn lực, tốn năng lượng. Nhưng mà chúng ta lại ra sức gồng lên bọc lấy nó, để chứng minh với cuộc sống rằng ta đang ổn. Ta đang ổn. Và điều đó nó cứ xảy ra. Tất cả đều thế. Nên chúng ta sẽ không nhận ra rằng cái điều đó nó hiện hết lên gì? Nó hiện hết lên bên vẻ ngoài của chúng ta. Tôi vẫn luôn luôn chia sẻ với các học viên của tôi rằng gì? Con người chúng ta trong cuộc sống hiện nay, các bạn nhớ nhá, hãy nghe rõ điều này các bạn này. Con người chúng ta trong cuộc sống hiện nay đang sống bằng 4 cái lớp. Bằng 4 lớp. Lớp vỏ cũng được, cái lớp sức mạnh cũng được, lớp năng lượng cũng được. Bằng 4 cái lớp đó. Và phần lớn thì lại không biết rằng chúng ta xử lý những cái lớp đấy như thế nào để chúng ta hạnh phúc thành công, để chúng ta có một cuộc sống viên mãn trong cuộc đời này. Thì cái lớp đầu tiên, cái lớp đầu tiên là cái lớp sức mạnh nguyên sơ của con người, của vũ trụ này. Cái lớp đầu tiên là cái lớp sức mạnh nguyên sơ của chúng ta. Nó trong sáng, nó mạnh mẽ, nó thánh thiện, nó đầy yêu thương và đầy cảm xúc trong sáng. Nó giống như một đứa trẻ con ấy. Đấy, cái đấy là cái lớp đầu tiên. Các bạn cứ nhìn đứa trẻ con mới sinh ra được vài tháng thôi, nó chưa chịu được những áp lực, nó chưa phải chứng kiến cuộc đời của nó. Và nó rất là gì? Trong sáng, trong cái tiếng khóc của nó, tiếng cười của nó, ánh mắt nhìn của nó và cái cảm xúc của nó.
Thì đấy là cái sức mạnh nguyên sơ của con người chúng ta, của vũ trụ trao cho chúng ta. Rồi cái đứa bé này bắt đầu lớn lên, con người bắt đầu lớn lên, rồi bắt đầu là gì? Chịu sự huấn luyện của bố mẹ. Chịu sự huấn luyện của bố mẹ. Vậy thì bố mẹ có tư duy như thế nào? Có hiểu biết như thế nào về con người? Có điều kiện kinh tế như thế nào? À, sống ở vùng miền nào? Vùng miền đó thì cái tập tục văn hóa lề thói nó như thế nào? Thì nó ngấm vào đứa trẻ đó. Và nó ngấm vào đứa trẻ đó. Nào thì cấm cái nọ, nào thì xỉ vả cái kia, nào thì so sánh cái nọ làm tổn thương cái kia. Và đứa trẻ này bắt đầu chịu đựng những cái tổn thương, tức là những hiểu biết tổn thương trong cuộc sống này, bắt đầu bị những vết thương lòng trong cuộc sống này. Rồi nó đến trường, nó cũng bị cô giáo phạt, rồi bạn bè bắt nạt, rồi rất nhiều thứ nữa. Rồi đến lớn lên, bắt đầu nó bắt đầu chịu trách nhiệm với cuộc đời, nó đi kinh doanh thì nó bị thất bại, bị lừa gạt, rồi bị đủ thứ thất bại đắng cay, rồi là tạo ra những sai lầm, những tổn thương. Đấy, thì đấy là cái lớp thứ hai của con người. Lớp thứ hai đấy gọi là lớp gì? Lớp tổn thương. Lớp tổn thương. Nếu chúng ta nhìn cái con mắt này thì có hai thứ này. Một là chúng ta nhìn cái lớp thứ hai này này. Nếu người nhận ra về nguyên lý của vũ trụ, nguyên lý cuộc sống này, thì sẽ nhận ra rằng cái lớp thứ hai này là một lớp trải nghiệm đáng quý của chúng ta trong cuộc đời này. Nhưng phần lớn thì lại nhìn cái lớp này là cái lớp tổn thương, rủi ro, thách thức của cuộc sống này. Phần lớn thì lại nhìn theo con mắt như vậy. Cho nên ôm sầu khổ vào mình. Thì lớp thứ hai này gọi là lớp tổn thương. Nó bọc mất cái lớp sức mạnh nguyên sơ bên trong. Nó bọc lại. Và lẽ ra chúng ta phải hiểu, phải đi tìm hiểu những nguyên lý, những quy luật, những công thức, những bí quyết để chúng ta hóa giải cái lớp tổn thương này, hóa giải tất cả những cái tổn thương này. Thì chúng ta lại tạo ra một lớp thứ ba. Tạo ra một lớp thứ ba là một lớp vỏ bọc. Là cái lớp ở đấy gọi là lớp sĩ diện đấy. Lớp sĩ diện mà gọi một cách văn hóa nó gọi là lớp tự trọng. Lớp gọi là lớp khái tính. Mấy cái lớp đấy chúng ta gọi rất nhiều thứ. Mỗi người chọn một cách khác nhau. Chứ nói chung đó là cái lớp gì? Lớp sĩ diện. Hiểu một cách trực quan bề ngoài đó là lớp sĩ diện của con người nhỉ. Chúng ta rất ai cũng sợ bị tổn thương về danh dự đúng không? Tổn thương về tự trọng. Ví dụ như bạn là người bán hàng, bạn ra ngoài kia mà khách hàng mà từ chối, cũng rất là sợ từ chối. Thì đấy là gì? Chúng ta sợ cái sĩ diện của chúng ta bị tổn thương. Thì đấy là lớp thứ ba. Chúng ta, tất cả chúng ta đều căng ra để bọc lại những tổn thương đó. Để cho xã hội nhìn thấy rằng gì? Chúng ta ổn, chúng ta ổn, chúng ta ổn, chúng ta đang ổn. Đấy là lớp thứ ba. Rồi, cảm ơn bạn Hà Minh. Rồi, rất mong là hôm nào bạn cũng tạo ra một cái livestream và bạn cũng chia sẻ cuốn Cha Mẹ Độc Hại. Ok. Đấy là lớp thứ ba. Lớp thứ ba chúng ta bắt đầu, thay vì chúng ta dành cái năng lượng của lớp thứ ba, chúng ta giải quyết cái lớp thứ hai, thì chúng ta lại ra sức chúng ta bọc lại nó. Càng ấn cái những cái tổn thương đấy vào sâu vào. Và chúng ta lại cho rằng gì? Càng lớn, càng trải nghiệm nhiều thì chúng ta càng hiểu biết hơn. Thế là chúng ta bảo là à, hóa ra mình hiểu rồi, mình hóa giải nó. Nhưng không phải. Những cái nỗi đau tổn thương đấy nó bị ấn vào càng sâu hơn. Càng sâu hơn. Và nó tích tụ, nó chất chứa ở trong đó. Cho đến khi bình thường thì không sao, vui vẻ thì không sao. Thế nhưng mà khi có điều kiện thì nó trồi lên. Và nó bắt đầu đánh phá tinh thần. Nó làm hao kiệt cái năng lượng. Vì thế chúng ta nhìn những cái khuôn mặt mà đầy hớt hải, đầy lo toan, đầy bận rộn ở ngoài kia, chúng ta biết ngay lập tức. Đặc biệt là đối với những nhà huấn luyện NLP như chúng tôi, sở hữu những cái công cụ đọc vị, đọc suy nghĩ của người khác, đọc biểu cảm nhạy bén giác quan của người khác, đọc vị cái hành vi của người khác, nó trở thành bậc thầy rồi á, thì không thể giấu được. Họ hiện hết lên trên khuôn mặt các anh chị ạ. Hiện hết lên. Mà chúng ta lại phần lớn thì lại nghĩ rằng mọi người không thể biết được. Không phải. Thì tôi đang nói đến câu chuyện là lớp thứ ba là cái lớp chúng ta cố gắng bọc lại. Bọc lại. Vậy còn cái lớp thứ tư là sao? Lớp thứ tư là cái lớp mà người ngoài nhìn vào. Lớp thứ tư là cái lớp người ngoài nhìn vào mỗi con người cụ thể. Và đấy nó biểu hiện bằng việc là qua giao tiếp thì người đấy có đạt được sự tin cậy hay không tin cậy. Người đấy có đạt được sự tôn trọng hay không đạt được sự tôn trọng. Người đấy có tạo được những cái sự hợp tác, phối hợp hay không.
thì nó trả lời cho người đó đang có cái lớp thứ tư, người khác nhìn vào như vậy. Ok các bạn, yeah. Lớp thứ tư người khác nhìn vào, và phần lớn chúng ta lại không hiểu cái điều đó, chúng ta lại còn ra sức đi học những cái kỹ năng, những thủ thuật để vượt qua cái rào chắn phản vệ, vượt qua cái sự nghi ngờ đó, thì chúng ta nỗ lực chứng minh để vượt qua nó, và nó tạo ra một cái sự tranh đua, một cái sự giành giật trong cuộc sống hiện nay. Đấy là vấn đề, và vấn đề đang ngày càng trầm trọng hơn. Đã. Chúng ta đang nỗ lực để tìm những bí quyết, những công thức để vượt qua những cái rào chắn thủ thế của người khác, để hy vọng rằng kiến tạo nên cuộc đời mình. Đó là một sai lầm khủng khiếp. Chúng ta không biết được rằng là chúng ta phải cho đi thì mới nhận lại được. Và cuộc sống này chúng ta sinh ra là để sửa, chứ không phải để sướng. Do vậy, nếu để sửa xong thì ta mới đạt được cái cấp độ hạnh phúc. Thì ta phải lao vào thách thức, lao vào khó khăn. Và khi vượt qua được nó rồi, ta mới hạnh phúc. Hạnh phúc, hạnh phúc nó nằm trong đó. Chứ không phải hạnh phúc nó nằm ở câu chuyện là ta trúng quả, ta trúng mánh, ta tự nhiên có thời thế nào đó đẩy vọt ta lên, và đấy là hạnh phúc. Không phải. Hạnh phúc nó rất tròn đầy, nó rất tròn. Chứ nó không phải là những cái như là những cái cánh sao gai mít đâu. Nó chọc ra chọc vào như vậy. Ok. Chúng ta đang đi đến cái nội dung là gì? Cái cách thức để chúng ta thoát khỏi khủng hoảng. Thoát khỏi khủng hoảng cuộc sống, thoát khỏi khủng hoảng trong công việc. Thì cái thông điệp mà tôi chia sẻ với các bạn từ nãy đến giờ á, một chữ thôi: hiểu. Và nếu như các bạn đang xem live stream này mà thấy rằng công việc của mình chưa như ý, sự việc cuộc sống của mình chưa như ý, các mối quan hệ của mình nó chưa như ý, nói chung là mọi thứ theo mong muốn của mình mà nó chưa được như ý, thì nghĩa là mình chưa hiểu mình. Khi mình chưa hiểu mình thì đừng bao giờ nói đến câu chuyện là mình hiểu được người khác. Và khi mình chưa hiểu mình, mà khi mình chưa hiểu mình thì mình không thể nào mà gì kiến tạo được cho mình, chưa nói được kiến tạo cho người khác. Vậy thì làm sao có thể lãnh đạo được, làm sao có thể kiến tạo được cuộc đời mình khi mà chính mình không hiểu mình, không hiểu người khác, không hiểu những cái công cụ làm sao có thể giúp được người khác trong cuộc sống này. Tôi quay trở lại phần đầu khi chúng ta chia sẻ với nhau này. Cuộc sống này luôn luôn tồn tại hai mặt. Nếu như ở phía bên kia thì tồn tại tất cả những rủi ro, những thách thức, những bê bối, những thăng trầm, đầy rẫy những thứ ra, thì phía bên này thì lại đầy tất cả những công thức, những bí quyết mà những người thành công đã chỉ sẵn cho chúng ta rồi. Và chúng ta chỉ việc ứng dụng những cái điều đó mà thôi các anh chị. Chỉ việc ứng dụng nó thôi. Thế nhưng phần lớn thì lại từ chối. Phần lớn thì lại từ chối ứng dụng những cái thứ nó gọi là chuẩn mực. Chúng ta từ chối hết những thứ gọi là chuẩn mực. Và chúng ta thích dùng cái cách bản năng của mình, thích dùng cái cá tính bản năng của mình, thích dùng cái cách làm bản năng của mình, thích dùng những cái hiểu biết bản năng của mình, thích dùng những cái ngôn ngữ bản năng của mình để định kiến tạo cuộc sống này. Nhưng có một điều đấy các bạn, hãy nhìn lại cái kết quả hiện tại của chúng ta. Chúng ta đã đạt được điều đó chưa? Và bao nhiêu năm rồi chưa đạt được cái điều đó, chưa đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn? Chúng ta đã mất gì bao nhiêu năm qua khi mà cứ một mình nỗ lực bằng cái tất cả những cái thứ, những nguồn lực tự phát của mình? Chúng ta đã mất gì những năm qua? 5 năm qua, 10 năm qua hay là 15 năm qua đã mất những gì? Nào thì đời sống gia đình ra sao? Những người thân yêu xung quanh ra sao? Đời sống tinh thần của chúng ta ra sao? Sức khỏe chúng ta ra sao? Rồi sự nghiệp ra sao? Tình hình tài chính như thế nào? Bao nhiêu năm qua đã mất gì? Xong về những cái khía cạnh đó của cuộc đời chúng ta. Và nếu như bây giờ chúng ta tiếp tục giữ cái bản năng này mà lao ra cuộc sống, hy vọng rằng là một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác, thì tương lai các bạn sẽ mất gì tiếp nữa đây? Einstein nói, nếu bạn còn tiếp tục làm theo cái cách cũ
thì bạn tiếp tục nhận được kết quả cũ. Đúng thôi. Nó giống như một con đường như vậy. Nếu bạn cứ tiếp tục đi con đường đấy để đến cái địa chỉ của bạn, thì bạn sẽ chỉ nhận được đúng cái kết quả đấy trên đường đi của bạn. Đúng cái thời gian đó, đúng cái năng lượng bạn bỏ ra. Nhưng nếu bạn đi theo một cung đường khác, đường tắt, rộng rãi hơn, không bị tắc đường, thì cái kết quả của bạn nó sẽ khác. Đến địa chỉ đó bạn sẽ không bị mệt, bạn sẽ không bị mất thời gian, bạn sẽ không bị bực tức vì tắc đường, vì khói bụi. Ta phải thay đổi đi. Nếu cái cách này nó làm nó không hiệu quả, ta phải thay đổi cái cách khác đi. Thì đấy cũng là một trong những cái gì, cái cách để giúp chúng ta thoát khỏi khủng hoảng. Và bây giờ chúng ta nói về khủng hoảng. Chúng ta nói về khủng hoảng. Khủng hoảng thì có rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Khủng hoảng về tinh thần. Ví dụ như là người đã có gia đình, thì trong gia đình bị mâu thuẫn, mà chúng ta đang nói là mâu thuẫn nghiêm trọng, thì nó tạo ra khủng hoảng về tinh thần. Ví dụ như là vợ chồng đang chiến tranh lạnh, hay là vợ chồng đang ở bên bờ vực ly hôn, thì đấy là một cuộc khủng hoảng. Ví dụ như là con cái ở với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ và đang xung khắc với nhau, thì đấy là một cuộc khủng hoảng. Mà gì, không chỉ những người trong cuộc mới đau đớn, mà bao nhiêu những người xung quanh cũng đau đớn theo. Vì gì? Ví dụ như một nàng dâu và mâu thuẫn với bố chồng hay mẹ chồng, thì người đau khổ bên cạnh là ai? Người đau khổ bên cạnh là người chồng. Thấy vợ mình bất hòa với lại bố mẹ mình, rồi sau đó là những anh em. Ok, cảm ơn các bạn. Đỗ Mai Hạnh, nếu bạn còn làm theo cách cũ thì nhận được kết quả cũ. Đúng rồi. Còn cái này thường gặp ở những người trên 30, ví dụ như tư duy đã ăn sâu vào tiềm thức. Đúng rồi. Tất cả những cái điều này hoàn toàn thay đổi mà một cách cực kỳ dễ dàng các bạn ạ. Cực kỳ dễ dàng. Và NLP là câu trả lời cho mọi thứ. Tôi cam kết với các bạn sẽ thay đổi cuộc đời trong 6 ngày tôi huấn luyện thôi các bạn. 6 ngày thôi. Các bạn thay đổi hoàn toàn về cuộc đời các bạn, sự nghiệp các bạn, tư duy các bạn, tầm nhìn các bạn, thói quen của các bạn, cách ứng xử của các bạn. Và như vậy mọi thứ xung quanh các bạn thay đổi ngay lập tức. Theo cái chiều hướng tốt lên gấp 10 lần. Theo chiều hướng tốt lên gấp 10 lần. Tôi đã đào tạo huấn luyện ra bao nhiêu lứa học viên rồi các bạn ạ. Và các bạn ấy có quyền post lên, comment lên những khóa học hay những cái live stream của tôi. Và nếu như không đúng như vậy thì tôi đang nói cái điều này, thì các bạn ấy sẽ vào đây để comment ngay lập tức các bạn ạ. Rồi, cảm ơn bạn Lê Thanh. Rồi, các bạn hãy kết nối với bạn Lê Thanh. Bạn là một trong những chứng nhân về câu chuyện tôi vừa kể lúc đầu đó. Rồi. Và trong một cuốn sách nào đó tôi đã đọc khá lâu và tôi không nhớ được, thì tác giả cuốn sách có nói rằng cơ hội cuộc sống này thường được ngụy trang bởi những lớp vỏ xù xì, xấu xí và có vẻ nguy hiểm. Cơ hội trong cuộc sống này thường được ngụy trang bởi những lớp vỏ xù xì, xấu xí, rủi ro, nguy hiểm. Và để nó đánh lừa những cái người mà non gan, không dám gì, không dám dấn thân, không dám quyết. Đờ, bạn Hạnh, đúng rồi. Đờ. Bùi Tư Nghĩa, mãi chưa học xong, chán ghê anh. Đúng rồi. Tất cả chúng ta đều đang có một cái điều gì đó quan trọng hơn. Rồi sau đó, cho đến lúc nó không còn quan trọng nữa, thì chúng ta mới bắt đầu quay về chính mình. Chính mình là điều quan trọng nhất. Đờ. Chúng ta đang nói đến đoạn nào nhỉ? Cái đoạn mà chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi được mọi thứ khi mà các bạn đang comment và tôi có thể trả lời ngay comment. Và gần đây thì tôi đạt được một cái sự đột phá quan trọng khi hiểu về sâu sắc bản chất con người. Bạn Nguyễn Đình Quang, xin chào bạn. Nào các bạn, đoạn này nó bắt đầu quan trọng này các bạn. Và cái kiến thức ở đoạn này nó không còn đơn thuần là cái câu chuyện là bán hàng, là chốt sale hay là tự tin giao tiếp nữa. Nó bắt đầu đi sâu vào thực sự bản chất con người chúng ta đây này. Chúng ta là ai? Vì sao chúng ta lại như thế này đây? Nó ở một cái tầm mức rất cao, nhưng nó là bản chất của tất cả mọi thứ bể nổi. Trong những nghiên cứu gần đây tôi đọc được những cái nghiên cứu khoa học, và càng gần đây khi tôi tìm hiểu vào nó thì càng có những cái video nó về và những minh chứng trên khoa học trên khắp thế giới. Và chứng minh rằng, như một bài tôi đã viết lên cách đây độ khoảng tầm một tháng đó,
chia sẻ các bạn rằng con người của ta này là sự kết hợp của triệu triệu tỷ tỷ những tế bào. Tế bào da, tế bào tóc, tế bào lông mày, tế bào răng, tế bào xương bên trong. Rồi tế bào tất cả mọi thứ, nó tạo nên da, gân, máu, thịt, tất cả mọi thứ. Đấy là toàn bộ những cái thứ đấy gọi, nó tạo nên gọi là con người ta là tế bào. Vậy người ta bắt đầu soi tiếp, vậy dưới của tế bào là gì? Thì người ta phát hiện ra là dưới tế bào là nguyên tử. Là nguyên tử. Vậy thì các loại vật chất trong cuộc sống này soi một cách gì? Sâu sắc đến tận cùng nó đi là nguyên tử. Cho dù là các chất gì, đồng, sắt, mangan, vàng, chì, nhôm, rồi tất cả các đồ gỗ, đồ sắt, nó là nguyên tử. Rồi người ta lại tiếp tục soi tiếp, vậy thì dưới nguyên tử là gì? Thì nó gọi là hạt quắc. Hạt quắc. Người ta phát hiện ra một nữa là hạt quắc. Rồi thì khoa học lại tiếp tục lại đào sâu nữa, phóng cái hạt quắc lên gấp 1 triệu lần nữa. Thì dưới hạt quắc là gì? Thì cuối cùng là sóng và năng lượng. Là sóng và năng lượng. Các bạn thấy không? Soi cho đến tận cùng thì sóng và năng lượng. Vậy thì con người ta suy cho cùng là sóng và năng lượng. Cuối cùng là sóng và năng lượng các bạn ạ. Vì vậy nên gì? Chúng ta mới có cái gì? Khi các bạn thấy tức bực, một cái cảm xúc mà các bạn tức bực, các bạn thấy trong người các bạn nóng lên không? Nóng lên không? Hay là các bạn bị hồi hộp lo lắng cái gì, các bạn thấy trong người bắt đầu là nóng lên, nóng bừng lên. Hoặc là các bạn sợ hãi điều gì, thấy người cứ lạnh toát đi không? Thì vậy là chúng ta có phải là sóng và năng lượng hay không? Năng lượng âm, năng lượng dương đó không? Rồi, chào bạn. Bạn Trần Đẹp. Chúng ta là năng lượng. Vậy thì năng lượng nó ở đâu vậy các bạn? Năng lượng nó ở trong vũ trụ này. Ngay trong căn phòng này, xung quanh tôi đã đầy năng lượng. Và trong này nó cũng luôn luôn có hai mặt, là năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực, năng lượng âm và năng lượng dương. Nó luôn luôn có hai mặt như vậy. Vậy thì nếu mà bản thân tôi hội tụ trong tế bào của tôi, hội tụ trong nguyên tử của tôi là những cái tế bào gồm những năng lượng gì, thì nó sẽ hút hết những cái năng lượng đó vào người. Hút hết. Và thậm chí nó còn hút ra tất cả xung quanh nữa cơ. Nhưng nếu mà tôi lại là một con người hoàn toàn có cái năng lượng yếu, năng lượng của sự suy sụp, thì nhìn xung quanh nó sẽ gì? Và chúng tôi sẽ hút vào người toàn những thứ đó thôi. Nó giống như là nếu ta buồn thì ta nhìn vào cái gì nó cũng buồn. Nhìn vào Facebook cũng buồn, nhìn vào phim ảnh cũng buồn, nhìn bất cứ cái gì nó cũng buồn. Còn nếu chúng ta hoàn toàn vui thì nhìn cái gì nó cũng vui. Đấy, con người chúng ta là như vậy đấy bạn. Vậy thì luật hấp dẫn, chúng ta là năng lượng, mà năng lượng thì lại là không gian, là vũ trụ này. Cho nên rất nhiều cuốn sách người ta nói với chúng ta rằng gì? Sự giàu có nó là công khai trong vũ trụ này. Sự giàu có, nhưng sự giàu có đó nó có cái tần sóng riêng, nó có những tần sóng và độ rung riêng. Và nếu chúng ta muốn có cái điều đó, chúng ta phải có cái tần sóng đó, có cái nhịp rung đó, thì chúng ta mới hút được. Thì tần sóng đó, nhịp rung đó nó là gì? Nó là trí tuệ, nó là sự hiểu biết. Vậy thì không có cách nào khác, chúng ta phải hiểu biết thì chúng ta sẽ hút được toàn bộ. Và bạn có thấy không? À, đấy là cái điều mà chúng ta chứng minh về câu chuyện sâu xa về khoa học. Nhưng nếu nhìn trực diện cuộc sống này thì bạn có thấy là những cái người nổi tiếng, người ta có thể hút hết mọi người đến không? Những người nổi tiếng thì người ta nói lên thì nhiều người khác muốn nghe, nhiều người khác muốn đến nghe, thì đấy cũng là hút đó. Vậy hãy thử kiểm nghiệm. Các bạn đang ngồi đây, chúng ta muốn thành công trong cuộc sống này, chúng ta muốn hạnh phúc trong cuộc sống này, vậy thì kiểm nghiệm, chúng ta nói có ai nghe không? Chúng ta chia sẻ cơ hội của mình với nhiều người khác, có ai muốn hợp tác với mình không? Tại sao cùng những người đi bán sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, thì có người thì rất đắt hàng, mà có người thì lại chẳng ai mua được? Nó vì sao vậy? Cái năng lượng cuối cùng là gì? Cái sự hiểu biết. Ở một cấp độ nông, nó là sự hiểu biết của con người. Nhưng ở cấp độ khoa học thì nó là gọi là độ dung của năng lượng trong từng người một. Và có một nghiên cứu thú vị nữa các bạn này. Nghiên cứu thú vị nữa về con người này.
Như chúng ta đều biết là con người chúng ta là 70-80% là nước, đúng không? Khoa học chứng minh là con người chúng ta 70-80% là nước. Vậy nước, có một nghiên cứu của một nhà khoa học Nhật Bản. Ông nghiên cứu thế này. Bạn có thể tự nghiên cứu được. Bạn có thể tự nghiên cứu được. Bạn lấy gì? Hai cái cốc nước sạch và bạn cùng cho cái lượng nước máy đó hay lượng nước tinh khiết cũng được vào trong hai cái cốc. Và nếu như bạn có nhà bạn có gác hay thế nào cũng được, có bồn phòng riêng được, thì một cái cốc bạn để vào một nơi khác và một cái cốc khác thì bạn để vào một nơi. Và một cái cốc ấy thì cứ lúc nào vui thì bạn đến đó, bạn kể chuyện vui với nó và khen nó, cảm ơn nó. Và một cái cốc kia thì bạn gì cứ bực là bạn đến xỉ vả nó, tức bực với nó, trút hết cơn giận của nó vào cái cốc đó. Bạn sẽ thấy sau thời gian 1-2 tuần sau, hai cái cốc nó có sự khác biệt như thế nào. Đến một nghiên cứu của giáo sư của một Nhật Bản, ông đã có một công trình nghiên cứu mà làm chấn động giới khoa học. Và từ đó người ta còn bắt đầu là tin tưởng rằng là nước trong vũ trụ này, nước trong cái hành tinh này có thể chứa suốt cái chiều dài của, chứa toàn bộ những gen lịch sử về trái đất của chúng ta cơ. Hàng triệu 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 năm rồi, chứ không chỉ có mấy nghìn năm con người. Rồi, đúng, cảm ơn bạn, bí mật của nước. Và ông đã dùng kính hiển vi để soi rằng là khi những cái tinh thể nước ấy, khi chúng ta khen nó, chúng ta cảm ơn nó, hay là chúng ta đánh những cái điệu nhạc vui vẻ, thì nó đẹp như một viên kim cương. Nhưng nếu chúng ta gì bắt đầu tức giận, trút giận vào nó và nó nghe những cái loại nhạc chói tai mà không thể nào chịu nổi, thì nước nó biến hình như một con quỷ. Đó đấy các bạn. Vậy thì con người chúng ta là 80% của nước. Điều này quan trọng là các bạn này, giữa việc khoa học và chúng ta phải linh ra được cuộc sống này. Con người chúng ta là 80% của nước. Vậy thì bạn đang nói chuyện gì với nước trong cơ thể bạn? Bạn đang nói chuyện gì vậy? Nếu trong người bạn, trong đầu bạn đầy dẫy những tiêu cực, đầy dẫy những bối rối, đầy dẫy những lo toan, đầy dẫy những uất ức, bạn đang nói chuyện gì với 80% nước trong cơ thể bạn vậy? Hãy linh từ cái nghiên cứu khoa học kia đến cơ thể con người bạn. Bạn có đang thoải mái không? Bạn có đang viên mãn về cuộc sống này không? Mọi thứ bạn đang làm có tuyệt vời không? Hàng ngày bạn nói với bản thân mình như thế nào? Mỗi sáng ra, cuộc sống này, mỗi ngày với bạn có tuyệt vời không? Mỗi mối quan hệ của bạn gặp gỡ có vui vẻ không? Cái việc bạn làm có khiến bạn đam mê hào hứng không? Và thu nhập của bạn có khiến bạn hài lòng với nó không? Tất cả những cái gì người thân yêu xung quanh bạn, bạn lo lắng cho họ, bạn cảm thấy yên tâm chưa? Đấy, tất cả những cái điều đó nó đang truyền thông ngược lại bạn. Vậy bạn còn tiếp tục nói chuyện với bản thân mình với những cái ngôn ngữ, cái ngôn ngữ tiêu cực đấy đến bao giờ? Nếu không chịu thay đổi, tôi không nói về cái cách thoát khỏi khủng hoảng, nhưng tôi đang giải thích các bạn cái bản chất khủng hoảng nó từ đâu ra. Nó từ sự yếu hiểu biết của chúng ta, sự thiếu hiểu biết của chúng ta về chính bản thân mình, về người khác. Cho nên chúng ta mới tự tạo ra những mâu thuẫn, tạo ra những bất bình, tạo ra những stress cho riêng cá nhân ta trong cuộc đời này. Và cái câu chuyện thay đổi thì nó vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng. Ngày mai, trong 3 ngày tới, thì tôi tiếp tục đợt 2 của khóa huấn luyện NLP Practitioner, nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy trong thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn đã xem livestream này thì các bạn hãy tiếp tục xem trên Facebook của tôi những học viên họ đạt đột phá như thế nào, và họ sẽ chia sẻ với các bạn những điều gì mà họ đã học được dù chỉ trong 6 ngày thôi. 6 ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ. Rồi. 6 ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con người. Chúng ta khi đã là người trưởng thành từ 30-35 tuổi trở lên, chúng ta đã có đầy đủ nhận thức để tạo ra sự giàu có trong cuộc sống này.
kiến tạo nên hạnh phúc trong cuộc sống này. Chúng ta đã đầy đủ trải nghiệm, đầy đủ hiểu biết để làm được việc đó rồi. Nhưng vì sao ít người thì lại đạt được cái điều đó các bạn? Bản thân tôi đến cái thời điểm mà bằng cái tuổi đó, nó cũng loay hoay, nó cũng bối rối một cách khủng khiếp các bạn ạ. Đơn giản bởi vì chữ mình không hiểu. Vậy thì không hiểu thì phải đi tìm. Và tìm đã gặp được rồi thì phải nắm lấy nó. Phải nắm lấy nó các bạn ạ. Chứ không phải là gì, nhìn thấy rồi, thấy được rồi, nhưng lại bảo là lúc này thì chưa phù hợp, lúc này thì còn đang nhiều thứ loanh quanh bên xung quanh, lúc này là còn đang vướng cái nọ, lúc này còn đang vướng cái kia. Trời, vậy là chúng ta đang chống lại chính bản thân mình. Chúng ta đang chống lại chính sự thành công của bản thân mình. Chúng ta đang chống lại hạnh phúc của bản thân mình. Bởi vì chúng ta sinh ra là để hạnh phúc. Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc. Chúng ta sinh ra là để thành công trên cuộc sống này. Chứ không phải chúng ta sinh ra là để gì? Để thất bại, để đau khổ, để stress, để bị điên. Chỉ có chúng ta tự tạo ra điều đó mà thôi các bạn. Chỉ có chúng ta là tự tạo ra cái điều đó cho bản thân mình mà không biết. Và chúng ta thì cứ tin tuyệt đối vào những cái gì mà ta đang tin. Con người chúng ta lấy hiểu biết ở đâu vậy các anh chị? Khi đưa ra quyết định thì nó thường dựa trên cái gì vậy? Con người ta khi đưa ra quyết định thì dựa vào hiểu biết của bản thân mình. Dựa vào hiểu biết của bản thân mình. Ví dụ như là trước một cơ hội lớn, một cơ hội mới, trước một lĩnh vực mới, trước một ngành nghề mới. Và con người ta thì luôn luôn lấy những trải nghiệm cũ trong mình để đánh giá những cơ hội mới, rằng nó có phù hợp hay không phù hợp, nó có hiệu quả hay không hiệu quả, nó có rủi ro hay không rủi ro. Nhưng đấy là vấn đề mới, chứ không phải vấn đề đó đã được trải nghiệm. Còn nếu vấn đề đó đã được trải nghiệm thì bạn đã làm rồi. Mà làm rồi mà nó không kiến tạo nên thành công thì những cái trải nghiệm đó đã cũ rồi. Và nếu như bạn muốn gì, thay đổi bản thân, thay đổi mọi thứ, mọi khía cạnh trong cuộc đời mình, Bạn lại lấy cái trải nghiệm cũ đấy, bạn lại đánh giá cái vấn đề mới để đưa ra quyết định, thì phần lớn 99% là bạn chối từ những cơ hội mới rồi. Bởi vì những trải nghiệm cũ của bạn là đầy những trải nghiệm của gì? Của thất bại, của những trải nghiệm tiêu cực. Bởi những gì bạn đã làm rồi. Và bây giờ bạn mang những cái thứ làm rồi đấy, không thành công đấy, bạn ra đánh giá cái thứ mới, nên bạn sẽ nói là cái đấy rủi ro lắm, tôi làm rồi, cái đấy nó mới quá, sợ không ai dùng đâu, tôi biết là không ai dùng đâu, nó chưa phù hợp đâu. Rồi cái đấy không biết được cái sự đánh giá nó là rủi ro hay cơ hội thế nào, thôi tốt nhất là không làm. Vậy thì khi đưa ra quyết định như vậy, bạn cũng không hiểu được tại sao mình lại đưa ra cái quyết định như vậy. Còn nếu bạn hiểu được vì sao mình đưa ra quyết định như vậy thì mình đã giàu rồi, đã hạnh phúc rồi, đã viên mãn rồi, đã trở thành người gây ảnh hưởng với những người khác rồi. Chốt lại, mỗi chữ hiểu các anh chị ạ, mỗi chữ hiểu thôi. Mà muốn hiểu phải học. Rồi, bạn Nguyễn Thị Hồng Vân: ai cũng muốn thầy ạ, nhưng nếu kinh tế không cho phép thì sao? Hãy để tôi chia sẻ với bạn điều này. Giả sử một khóa học về phát triển bản thân trong 6 ngày, nó sẽ mất đâu đó khoảng hơn 1.000 đô la Mỹ một chút. Thế và chúng ta sẽ nói luôn là 1.000 đô la Mỹ, 23 triệu. Bảo lương tôi thì bây giờ 6-7 triệu thì làm sao mà có kiến thức được. Được rồi, để tôi hỏi bạn câu này: công việc của bạn làm bao lâu rồi? Nhiều năm rồi. Vì sao nó vẫn đứng im như vậy? Và nếu bạn không thay đổi được cái tư duy trong mình, cái năng lực bên mình, thì đến bao giờ bạn thay đổi được cái thu nhập của bạn đây? Đây là câu hỏi thứ nhất. Bởi vì nếu bạn còn tiếp tục giải quyết cái công việc của bạn với cái tư duy cũ, thì bạn tiếp tục nhận được cái mức thu nhập cũ. Và bạn còn viện vào cái điều là không có kinh tế đến bao giờ. Đấy là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai, giải pháp cho các bạn đây. Khi các bạn nói rằng là không có kinh tế đây,
dù bạn đang làm bất cứ cái nghề gì, lĩnh vực gì thì nó cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, phải không các bạn? Chúng ta chỉ làm có 8 giờ vàng ngọc hoặc đến gì 8 rưỡi, 9 giờ vàng ngọc trong một ngày là cùng thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đều được nghỉ ở lúc nào? Ở lúc 5 rưỡi, 6 giờ chiều. Vậy từ 5 rưỡi đến 6 giờ chiều đó cho đến 22 giờ đêm trước khi ngủ á, bạn làm gì? Nghề nghiệp của bạn có thể nhận thêm một cái gì đó để làm, để ra tiền không? Rồi, thứ bảy chủ nhật bạn làm gì? Hai cái ngày đó cộng một tháng là 8 ngày cơ đấy bạn ạ. Cộng với lại những cái số thời gian từ 22 giờ cho đến từ 18 giờ cho đến 22 giờ, nó cũng là 4 tiếng nữa bạn ạ. 4 tiếng nữa là 47 28, nó lại thêm 2 ngày nữa là 10 ngày. Rồi còn thời gian nào nữa? Buổi trưa. Buổi trưa cũng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi đó bạn. Vậy thì có cuốn sách người ta đã nói là gì? Đừng đi ăn trưa một mình. Đừng đi ăn trưa một mình. Bởi vì buổi ăn trưa là một cái kết nối. Rồi bạn lại nói, kết nối cái gì bây giờ? Em không có năng lực thì kết nối cái gì? Thì đấy lại là một vấn đề nữa. Bạn phải dùng những cái thời gian rảnh như vậy để làm bất kỳ một việc gì thêm, và để tích những cái đồng tiền đó lại để đi học một khóa phát triển bản thân chính xác để nó thay đổi cuộc đời bạn. Và cái câu chia sẻ của bạn nó cũng giống như là 95% người ở ngoài kia luôn luôn rằng là con em đang rất là bé nên chưa có điều kiện để đi học được. Công việc em đang rất là bận, không có thời gian để đi học phát triển bản thân được. Rồi bây giờ thì tài chính của em chưa đủ để đi học phát triển bản thân được. Thì đấy chính là nguyên nhân khiến 95% chúng ta dậm chân tại cái mức thu nhập thấp kém như vậy. Trong cuộc sống này chúng ta thành công bởi cái gì các bạn? Chúng ta thành công qua giao tiếp. Chúng ta qua thành công qua gì? Qua cái ngôn ngữ để chúng ta nói chuyện với nhau á. Vậy thì bạn nói gì? Bạn nói gì để mở ra một mối quan hệ? Bạn nói gì để khiến cái người mà bạn tiếp cận đó người ta tin cậy bạn? Bạn nói gì để người mà bạn giao tiếp đấy người ta tôn trọng bạn? Và bạn nói gì thì để cái người giao tiếp với bạn ấy, người ta muốn hợp tác với bạn, người ta muốn lắng nghe bạn? Thì có phải tất cả những cái thứ bạn thể hiện đó nó ở đâu? Nó ở trong não này ra này. Và tại sao cái bộ não này bao nhiêu năm qua nó không thể nào thay đổi cái ngôn ngữ của mình, nó không thể thay đổi cái hành vi của mình, nó không thể thay đổi cái thói quen của mình, nó không thể thay đổi cái năng lực của mình vậy? Là bởi vì mình chẳng cho nó ăn cái gì cả. Mình chẳng bao giờ đầu tư cho nó cả. Và chớm có một cơ hội để cho nó đầu tư thì bạn bảo là kinh tế chưa cho phép, thời gian chưa cho phép, công việc chưa cho phép, sức khỏe chưa cho phép, mọi thứ chưa cho phép. Vậy thì nếu chúng ta còn đồng ý với điều đó, đồng ý rằng mọi thứ chưa cho phép, thì đừng bao giờ than vãn về cuộc sống này. Hãy bằng lòng với nó đi, hãy vui vẻ sống đi. Bởi vì nếu một mặt là chúng ta đổ lỗi cho việc này, việc nọ, việc kia mà chúng ta không thể phát triển được, một mặt thì cứ ngồi đó, mà một mặt thì cứ khao khát, thì chúng ta tự đang mâu thuẫn bản thân mình, chúng ta đang chống lại bản thân mình. Bởi vì cái bản thân này là muốn thành công, muốn hạnh phúc. Thì muốn thành công hạnh phúc thì phải lao ra đi làm bằng mọi cách để tạo ra những cái yêu cầu của cuộc sống này, vượt qua những yêu cầu, vượt qua những điều kiện của cuộc sống này. Thì chúng ta lại ngồi đó và than vãn rằng mọi thứ chưa cho phép. Tất cả đều có lý. Tất cả những thách thức đặt ra chúng ta đều có lý. Bởi vì nó muốn chúng ta chứng minh rằng là chúng ta có sức mạnh để vượt qua không? Chúng ta có ý chí, có can đảm để vượt qua không? Các bạn có thấy rằng là có ai chẳng có ý chí, có ai chẳng có can đảm, có ai chẳng có năng lực, có ai chẳng có giỏi giang gì, linh hoạt gì mà để đi lãnh đạo một đoàn quân rất là lớn không? Có điều đó không các bạn? Không bao giờ có. Bởi vì chúng ta đều phải vượt qua những thách thức, những trải nghiệm đó. Và những cái đó nó là bản năng của mình rồi. Thì sau đó vũ trụ này mới trao cho bạn cái quyền năng, cái chức năng, cái cơ hội để bạn đi dẫn dắt người khác, tức là đi giúp đỡ giải quyết vấn đề cho người khác. Đấy là nguyên lý và quy luật phát triển của vũ trụ này. Đấy các bạn ạ. Ok, nào bây giờ thì tôi sẽ dành ra nhiều phút. Hôm nay sao nào? Đúng rồi, một tiếng rồi. Tôi sẽ dành ra nhiều phút, có thể là độ khoảng 10 phút để tôi chia sẻ, chúng ta cùng trao đổi về những vấn đề cụ thể của các bạn. Nào, các bạn hãy cùng chúng ta hãy cùng đặt ra vấn đề cụ thể của bất cứ ai đi ạ.
Câu chuyện của mỗi chúng ta sẽ là một bài học rất là bổ ích cho tất cả những người, tất cả chúng ta đều đang xem live stream này. Các bạn à, hãy mạnh dạn bày đặt là chia sẻ những vấn đề của mình đi ạ. Hôm nay tôi chia sẻ các bạn rằng cái cách để thoát khỏi khủng hoảng trong mọi lĩnh vực của các bạn. Bởi vậy chúng ta hãy gì, bỏ cái lớp thứ ba ra, bỏ cái lớp thứ ba ra, mở toang nó ra để chúng ta nhìn về cái lớp thứ hai, cái lớp tổn thương, cái lớp khủng hoảng đó. Đờ, cảm ơn bạn Hồng Vân. Tôi có thể nói về điều đó nó hơi chát chúa một chút, nhưng đấy là sự thật của cuộc sống các bạn ạ. Đó là sự thật của cuộc sống. Và tôi là người trải nghiệm điều đó. Tôi là người trải nghiệm nên tôi rất thấm. Nên gì, cái điều nào, cái điều gì mà tôi chia sẻ bây giờ, nó là từ trái tim của tôi ra với các bạn. Từ trái tim của tôi với các bạn. Chúng ta phải như thế. Suốt cả buổi live stream hôm nay tôi đã nói với các bạn cái nguồn gốc để hình thành từ gì? Cái thực thể con người. Rồi sau đó cái nguyên lý và quy luật của vũ trụ này nó bắt chúng ta phải thế nào đó, thì vũ trụ này mới trao chúng ta cơ hội. Nghe đi nghe lại về cái ngày hôm nay đi các bạn, chúng ta sẽ thấy rõ, sẽ hiểu được rất nhiều đấy ạ. Cùng với việc là các bạn yêu những cuốn sách về thành công, yêu những cuốn sách về vượt qua trì hoãn, yêu những cuốn sách về phát triển tư duy, yêu những cuốn sách về tiềm thức, về thuật lãnh đạo, về bí mật của thành công, những ước mơ đại ý, những cuốn sách về phát triển bản thân, thì bạn sẽ tạo ra đột phá rất lớn về những kiến thức mà bạn đọc được, nghe được, xem được. Em xin chia sẻ là em chỉ trải nghiệm, em cũng tham gia rất nhiều khóa học phát triển bản thân. À, ok, tôi sẽ có một chia sẻ với bạn đây. Vì sao mà bạn đã đi học rất nhiều rồi mà mọi thứ lại cứ vẫn đang loay hoay khó khăn vậy? Vì sao? Vì bạn hay là vì những khóa học đó nó không hiệu quả? Nào. À, ở đây thì bạn có nói rằng nhưng em vẫn chưa hiện thực hóa được ước mơ. Ở đây thì nó sẽ có hai thứ trong ngôn ngữ của bạn nói ra này. Một là, và tôi tin là bạn chưa có những công cụ, những bí quyết, những công thức để nó chỉ cho bạn biết là từng ngày bạn làm gì để đạt được ước mơ của bạn. Mặc dù bạn đi học rất nhiều khóa phát triển bản thân, tôi không biết, tôi không biết, nhưng chắc chắn rằng bạn chưa có công cụ, công thức, bí quyết, quy trình, biểu mẫu để nó chỉ cho bạn cái cách làm thế nào để bạn thay đổi mọi thứ trong cuộc đời bạn. Tôi chắc chắn luôn. Vì thế, mặc dù là đi học rất nhiều, bạn mới loay hoay. Và trong nhiều live stream trước thì tôi vẫn nói rằng gì, trên thị trường hiện nay rất nhiều những khóa, khóa đánh thức mọi thứ của bạn. Nhưng mà vì sao nhiều người sau khi rời khỏi những khóa đấy vẫn không làm được vậy? Cái sự khác biệt có những khóa huấn luyện đây nó khác đấy. Còn trong này tôi nói rằng sau 6 ngày tôi huấn luyện, các bạn có đầy đủ những công cụ, những công thức, những bí quyết, những quy trình, những biểu mẫu để chỉ cho các bạn hàng ngày bạn phải làm cái gì để bạn đạt được ước mơ của bạn, bạn đạt được cái kết quả mà các bạn đã vạch ra. Tôi chắc chắn cam kết bạn điều đó. Tôi viết ở cái thông điệp của khóa học đây. Và nếu sau 6 ngày mà bạn không đạt được đúng những điều gì, tôi cam kết các bạn được free học phí. Đấy là cam kết của một nhà huấn luyện. Bạn Chi Nguyên, thầy ơi, hẹn khách hàng, lúc đầu khách hàng đồng ý, sau lại thay đổi em. Em làm gì để khách hàng sẽ xem cuộc hẹn đó là quan trọng? À, bạn sẽ đừng giận khi tôi chia sẻ điều này. Nó chỉ đơn giản thế này thôi. Bạn chưa quan trọng. Khách hàng chưa cảm thấy tin tưởng bạn. Khách hàng chưa thấy rằng là bạn sẽ mang lại được cái giá trị cho họ. Khách hàng sợ mất tiền trước bạn. Nên khách hàng sẽ từ chối. Bởi vì khách hàng biết rằng đến đấy là họ bị thiệt chứ không có được lợi gì cả. Con người chúng ta luôn luôn ưu tiên cho lợi ích. Cho nên bất cứ cuộc hẹn nào có lợi ích to hơn những lợi ích khác thì người ta sẽ ưu tiên cho cái lợi ích to đấy. Chưa nói đến cái việc là cái cuộc hẹn đấy lại khiến người ta bị mất tiền. Dù bạn có nói cái nào đi chăng nữa rằng không, những cái sản phẩm của em là mang lại lợi ích cho họ, bảo vệ họ rồi mọi thứ cho họ, không,
Vậy thì giá trị của bạn đối với họ như thế nào? Lại cần phải đánh giá lại giá trị. Vì sao mà mình hẹn họ, họ lại không muốn đến? Rồi không phải là một người đó, mà có nhiều người khác nữa rồi. Vì sao vậy? Vì giá trị của mình chưa đủ sức để hút họ đến. Nên tất cả học viên của tôi huấn luyện và tôi nói rằng các bạn này, các bạn khoan hãy đi bán sản phẩm của mình, khoan hãy đi bán cái dịch vụ của mình. Hãy đầu tư vào bộ não của bạn trước, hãy đầu tư vào phát triển của bản thân của bạn trước, đầy đủ những kỹ năng để có thể giúp được người khác, giúp được khách hàng của bạn ấy, giúp được đối tác của bạn ấy giải quyết được vấn đề của họ. Và cái lợi ích của các bạn mang đến cho họ gấp 10 lần, thì sau đó họ sẽ sẵn sàng bỏ một phần lại, bỏ ra một phần trong cái lợi ích của họ, trong cái lợi nhuận của họ ấy, để họ mua sản phẩm của bạn, dùng dịch vụ của bạn. Và các bạn còn nhớ chứ, Jim Rohn, ông ấy nói rằng bạn càng giải quyết, bạn càng giúp đỡ được nhiều người giải quyết được vấn đề của họ, bạn càng giàu. Đấy, thông điệp này đã được gói gọn giải thích cho điều đó đấy các bạn. Thay vì mình bỏ tiền ra là đắp vào quần áo, xe cộ, rồi là trang sức, thiết bị đủ thứ để cho rằng ta trông có vẻ ổn ổn, thì toàn bộ những thứ đó hãy đầu tư vào bộ não này này, để cho dù ban đầu ta xuất hiện trước họ rất bình thường, những cái trí tuệ trong này, cái năng lực trong này này lại giúp họ có thể đột phá được doanh nghiệp của họ, đột phá được gì? Mô hình kinh doanh của họ, đột phá được cuộc đời của họ, thì họ bắt đầu tin bạn. Nhiều người bắt đầu tin bạn. Và khi họ tin bạn rồi, họ cởi mở với bạn rồi, thì họ sẽ sẵn sàng mua của bạn tất cả những gì bạn bán. Đấy bạn ạ, cái nguyên lý cuộc sống nó là như vậy đấy. Ok, tôi đã trả lời cho bạn Chi Nguyên. Và tiếp tục đi các bạn, tiếp tục đi ạ. Nào, bạn Hà Minh, từ nãy đến giờ tôi thấy bạn là post lên khá nhiều cái câu cho thấy rằng là bạn cũng đã học rồi, bạn cũng đọc rất nhiều. Bây giờ bạn hỏi một cái câu rằng là đọc nhiều sách nhưng mà bây giờ thì mắc trì hoãn thì phải làm sao? Thì phải đến cái khóa huấn luyện của tôi. Đơn giản thế thôi. Và nếu bạn không vượt được trì hoãn đến lớp học của tôi, bạn chẳng mất gì cả. Tôi free học phí cho bạn. Đó, bạn chẳng mất gì cả. Bạn chỉ có được thôi. Đúng không ạ? Đấy, hãy đến khóa học của tôi. Nào bạn Chi Nguyên, em hay bị khách hàng từ chối, hãy đến khóa học để học được những cái kỹ năng kỹ thuật. Kỹ năng kỹ thuật đó là những kỹ năng kỹ thuật từ trái tim của mình đến với khách hàng, chứ không phải là kỹ năng kỹ thuật của thủ thuật. Nào, những bạn nào đã là người tư vấn dịch vụ, những người bán hàng ở đây, các bạn thấy này, có phải là có rất nhiều lần các bạn đã gì, giúp khách hàng đặt bút ký và giúp khách hàng đồng ý gật đầu rồi, nhưng đến lúc chuyển tiền thì lại lỡ vụ chuyển tiền không? Đấy là bạn đã vượt qua khách hàng bằng thủ thuật. Và khi rời khỏi cái bàn đàm phán đó, rời khỏi cái cuộc tư vấn đó, thì cái thứ bên trong họ bắt đầu nổi lên để gì? Chống lại cái điều đó, chống lại cái gật đầu của bạn với chiếc bàn này. Vậy tôi mới nói ở phần đầu là gì? Bạn không hiểu từ chính mình, bạn cũng không hiểu được người khác nữa, thì làm sao bán hàng thành công? Làm sao lãnh đạo thành công? Làm sao kiến tạo được sự nghiệp của mình? Đấy là vấn đề các bạn. Hãy nghe kỹ toàn bộ những thông điệp trong live stream này của tôi các bạn ạ. Bạn Đỗ Mai Hạnh tuyệt vời. Đỗ Mai Hạnh, con người luôn ưu tiên cho bạn ấy. Tuyệt vời bạn Đỗ Mai Hạnh. Bạn Neve, khi một học viên có tất cả kiến thức của anh mà họ không truyền đạt và không áp dụng được thì đến lớp học nào vậy? Bảo họ gặp tôi. Vâng, hãy bảo họ gặp tôi. Chưa một học viên nào ở đây mà qua tôi huấn luyện mà lại không làm được việc. Nào, bạn có thể message riêng cho tôi về việc này cũng được. Hoặc là có thể bảo người bạn đó comment lên đây. Bảo người bạn đó comment lên đây. Tôi sẵn sàng chia sẻ về điều này. Ok, tiếp tục đi các bạn ạ.
Nào các bạn, có vẻ như hết câu hỏi của các bạn rồi. Hôm nay thì tôi đang rất hào hứng bởi vì ngày mai tôi sẽ bước vào 2 ngày huấn luyện của một hệ thống TCA trong thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ 3 ngày đầu thôi. Các bạn hãy lục lại cách đây một tuần những cái bài viết của tôi và những lời comment của các bạn đó đi ạ. Cái sự đột phá nó mạnh mẽ và nó ngoài tưởng tượng như thế nào các bạn ạ? Và vì thế tôi mới sẵn sàng để khẳng định trên này, chỉ 6 ngày trong khóa học NLP của tôi thôi, các bạn đạt cái sự đột phá ngoài tưởng tượng. Các bạn kinh doanh trong bất kỳ ngành nào, tư vấn trong bất kỳ ngành nào, thì cái kết quả cải thiện nó cũng tối thiểu gấp 5, gấp 10 lần các bạn. Vì sao nó lại như vậy? Vì bạn đã hiểu được mình, bạn đã hiểu được người khác, bạn đã có những công cụ để bậc thầy trong việc là đọc vị suy nghĩ của họ trước mặt bạn rồi. Và khi đọc vị được những băn khoăn, những bối rối hay là những cái hào hứng phấn chấn trước mặt bạn, thì bạn lại có những năng lực tiếp theo để giải quyết, để xử lý hay giúp đỡ họ giải quyết vấn đề của họ. Và nếu mà họ còn gì bị cái thứ nặng hơn là trong tinh thần, trong trạng thái, trong tổn thương trong cuộc đời, thì cái khóa học này cũng trao cho bạn tất cả những công cụ để bạn hóa giải toàn bộ yếu tố đó. Nó nằm trong tiềm thức, thì khóa học này đầy đủ những cái công cụ quyền năng như vậy đấy bạn. Thiệt thòi, thiệt, tôi vẫn nói với học viên của mình rằng thiệt thòi lớn nhất của con người hiện nay là gì? Không sở hữu được NLP. Nhưng cái thứ NLP đấy phải NLP chính thống nhé các bạn. NLP chính thống nó có quy trình, nó có kịch bản, nó có biểu mẫu mà nó được huấn luyện. Và những khóa học đó nó chỉ có đâu 12, 15 cho đến 20 người, 25 người mà thôi, chứ không phải cái khóa hàng trăm người, hàng nghìn người. Cái đến đấy chỉ hô hét nhảy múa với nhau thôi, nó không giải quyết vấn đề đâu. Ok. Rồi, bạn Chi Nguyên một câu hỏi nữa với bạn đi ạ. À, tôi sẵn sàng chờ đợi đây. Sẵn sàng chờ đợi câu hỏi của các bạn đây. Tôi vẫn rất hào hứng để trả lời. Chúng ta sẽ bây giờ là chúng ta sẽ dành 5 phút nữa nhé. 11 giờ kém 15 chúng ta sẽ nghỉ. Và có vẻ như là giờ này là cái giờ mà rất nhiều người đang rảnh rỗi có thể theo dõi được. Và cái giờ này gọi là giờ vàng trong livestream thì phải. Để chúng ta có thể trả lời nhiều câu hỏi, để chúng ta bước vào một cái tuần mới nó sung mãn đầy năng lượng, mà những cái bối rối của chúng ta thì được gỡ. Đâu ạ, tôi đang chờ đợi câu trả lời. Đây ạ, bạn Chi Nguyên đây rồi. Rồi, cảm ơn bạn Đỗ Thanh Hiền, NLP thật tuyệt vời. Nếu mình chưa giỏi thì có nên chia sẻ và tìm kiếm người cùng làm việc chung với mình không? Điều em lo lắng nếu em chưa giỏi thì họ sẽ không theo em. Chính xác rồi bạn. Nó có một cái câu nữa này bạn này, trong luật hấp dẫn này. Bạn sẽ hút những người giống bạn. Vậy bạn là ai? Thì đây là một cái câu vừa gọi là luật hấp dẫn, nhưng cũng vừa là một cái bí quyết trong việc xây dựng hệ thống kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp. Bởi vì nếu bạn chưa giỏi thì bạn sẽ hút được những người mà còn cái trình độ giỏi nó còn thấp hơn bạn rất nhiều bậc. Vì thấp hơn họ bạn nhiều bậc nên người ta mới không hiểu được, đánh giá được cái trình độ của bạn, nên người ta mới theo bạn. Và bạn thấy rằng nếu bạn là lãnh đạo của một đoàn quân, năng lực nó yếu như vậy, thì bạn kiến tạo ra được doanh số gì hay kiến tạo ra được sự nghiệp gì với cái đoàn quân như vậy? Và không chóng thì chầy, vào đó với hy vọng là người ta sẽ cải thiện được thu nhập, cải thiện được tài chính, cải thiện được cuộc sống của họ. Nhưng mà khoảng vài tháng sau mà thấy có vẻ như vô vọng thì người ta tự gì trở thành những xác sống, tức là không làm việc. Có ghi tên đánh trống đấy nhưng không làm việc, rồi họ sẽ tự dụng mà thôi. Thì đương nhiên rồi, cái câu chuyện là nếu mình chưa giỏi thì gì, thì hãy gì đầu tư vào bản thân mình cho giỏi nữa. Dù bạn giỏi thì bạn mới lãnh đạo được hệ thống, bạn mới phát triển được hệ thống, nhiều người sẽ muốn đi với bạn, cùng với bạn, bởi vì người ta biết rằng đi với bạn thì sẽ cải thiện được mọi mặt trong cuộc đời của họ. Rồi, rồi tôi không biết Neve, bạn có thể kết nối với những học viên của tôi ở trong lớp này. Bạn nói rằng là nhưng em không thấy anh dạy mọi người cái cách đó, vì bản thân 1.000 người mới có 1-2 người có kỹ năng đó. Em thích anh chia sẻ những ví dụ cụ thể. Tôi có nói ở đây
tôi nói rất nhiều trong live stream khác. Và nếu bạn chịu khó nghe thì bạn sẽ thấy được những kỹ năng trong đó. Đặc biệt là những cái live stream mà cách đây được 1 năm, tôi đã nói rất nhiều cái kỹ thuật trong đó, những ví dụ cụ thể trong đó. Bạn hãy tìm lại, chịu khó tìm lại một chút thì bạn sẽ có. Nhưng vấn đề là thế này, con người là phải được huấn luyện. Bởi vì con người chúng ta là có tư duy, có cảm xúc. Và cái huấn luyện nó sẽ giúp con người ta là vượt qua cái hàng rào, bức tường phản vệ, bức tường chống đối. Bởi vì tại sao thì chúng ta đều biết những giải pháp cho chúng ta trong cuộc sống này, nhưng mà hầu hết thì lại không thực hiện. Là bởi vì nó không vượt qua được cái bức tường chống đối. Cái bức tường đấy nó gọi như là thói quen, nó gọi như là một cái tư duy của vùng miền, tư duy của môi trường từ nhỏ đã được hình thành, định hình trong đấy rồi. Nó giống như là một cái đường ống ấy. Cái đường ống nó đã định hình, nó gọi hay cái khác là gọi là khuôn mẫu trong mỗi người ấy. Khuôn mẫu nó chỉ có thế thôi, thì không có cái gì nó có thể hứng được nhiều hơn cả, nếu không thay cái đường ống. Ví dụ như là tư duy của mỗi người chúng ta nó như một đường ống, mà đường ống cái phi nó chỉ bé bằng ngón tay này thôi. Và kiến thức thì nó là cả một cái thùng khổng lồ, và nó dội xuống này. Và nếu như bạn không thay cái đường ống cho nó rộng ra, thì để cái khối lượng kiến thức từ cái thùng nước này nó dội xuống thật nhanh, thật nhiều, mà bạn lại chỉ giữ cái đường ống nó bé thế này thôi, thì mọi thứ nó nhỏ giọt, nó sẽ không bao giờ thay đổi được cái lượng nước bên dưới đâu. Thì cái tư duy nó như cái đường ống này này. Vậy thì phải được huấn luyện. Khi huấn luyện và đủ những hiểu biết thì con người ta mới buông bỏ những tư duy cũ, buông bỏ những cách nghĩ cũ, buông bỏ những năng lực cũ, buông bỏ những khuôn mẫu cũ để kiến tạo nên những kết quả mới. Và trong cái khóa học tôi 6 ngày thì đầy những cái công cụ để đọc vị bất kỳ cái gì mà một con người xuất hiện trước mặt. Họ viết cái chữ, chúng ta cũng biết rằng cuộc đời họ như thế nào. Họ nói ra một câu, chúng ta cũng biết rằng là họ thuộc nhóm nào, người nào, trình độ nào, đang có kết quả gì. Và những cái câu chuyện với nhau, họ thay đổi các biểu cảm, sắc mặt, ánh mắt, tất cả mọi thứ, mồm, miệng, rồi dáng người, ra body, tất cả mọi thứ. Chúng ta cũng biết rằng là họ đang có cái gì trong người, đang có sự thay đổi gì về thể lý bên trong, và đầu họ thì đang nghĩ gì. Biết hết mà, NLP đấy. Tôi thì, khóa học của tôi sẽ dạy các học viên của tôi tất cả những kỹ thuật đó. Bạn có thể kết nối với rất nhiều người trong khóa học này. Nào, ví dụ như là ngay dưới đây thì có bạn gì, Đinh Hải đây đang xem này, bạn Đỗ Thanh Hiền này, rồi là bạn Lê Thanh ở bên trên này, bạn Lê Thị Thu Dây này. Các bạn có thể kết nối với tất cả những người bạn mà đang có ở đây đây. Thì các bạn sẽ kết nối rằng là những học viên mà tôi giới thiệu tên vừa rồi đấy, ở rất gần đây thôi ạ. Thì 3 ngày qua các chị đã học được điều gì ở cái khóa NLP? Vậy thì còn 3 ngày tới nữa nó tuyệt vời như thế nào, sẽ thay đổi con người chúng ta mạnh mẽ như thế nào chỉ trong 6 ngày. Rồi, hẹn gặp lại các học viên của tôi. Ngày mai tôi được rất hào hứng để tiếp tục là chia sẻ những công cụ quyền năng với các bạn đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. Còn bây giờ thì có lẽ là giờ cũng muộn rồi, 11 giờ kém rồi. Tôi phải dừng cái cuộc live stream đây để dành cái năng lượng của tôi cho những học viên thân yêu của tôi vào 3 ngày tới. Rồi, tạm biệt các bạn. Và chúc các bạn ngủ ngon, bước vào một tuần mới năng lượng, hiệu quả và vui vẻ. Nào, good night.